Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Buổi sáng mình đang uống cà phê. Mình xin chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe, bình an, thành công trong trong công việc và nhiều may mắn trong cuộc sống. Và nhớ ủng hộ mình và theo dõi kênh của mình trên YouTube nha mọi người, Cassandra Vlog. Cảm ơn tất cả mọi người.